Xin chào các học sinh khối lớp 3. Hôm nay môn tin học của mình sẽ học chủ đề thế giới kỹ thuật số. Bài 21: Tìm kiếm hình ảnh video. Rồi, mời các em cùng thầy chúng ta bước vào bài học mới nha. Rồi, đầu tiên, mục tiêu bài học hôm nay mà mình cần hoàn thành đó chính là khi mà các em hoàn tất cái bài học này, em có thể sử dụng công cụ tìm kiếm thông dụng trên Internet để tìm hình ảnh, video phục vụ cho việc học tập. Thì cái đây chính là cái mục tiêu chính mà mình sẽ cần phải đạt được. Rồi, đầu tiên thì thầy sẽ cùng các em tìm hiểu kiến thức. Một số công cụ tìm kiếm có thể giúp chúng ta tìm kiếm cả hình ảnh, video sau khi nhập từ khóa và ấn Enter để ra kết quả. Ta có thể nhấp chọn vào một hình ảnh, email hoặc video để chọn xem kết quả hình ảnh hoặc video. Có thể khi mà mới đọc qua thì các em cũng chưa có thể nắm được hoặc là chưa có thể hình dung được. Thì ở đây thầy có những cái ví dụ như thế này đây. Thì cái ví dụ đầu tiên, ở một cái phần đây là cái ví dụ cho cái trang ping.com. Mấy em thường thường ở nhà khi mà mình sử dụng những cái trình duyệt web, thì mấy em đa phần mình sẽ sử dụng cái trang để mà mình có thể tìm kiếm được những cái thông tin ở trên đó. Thì cái ping.com này cũng là một địa chỉ của một trang để giúp mấy em có thể search tìm kiếm tất cả những thông tin mà mình cần muốn tìm kiếm. Ví dụ như là hình ảnh, video hoặc thậm chí là những trang web. Rồi tiếp theo. Đây chính là cái trang quen thuộc mà thầy nghĩ ra chắc rằng là đa phần các em lên máy tính, các em hay xài cái trang này đây, là trang google.com. Thì trang Google này cũng giống như trang Bing ở trên em nha, cũng giống như trang Bing ở trên, sẽ cho phép mình tìm kiếm được những thông tin mà các em cần, nhưng nó vừa có tiếng Anh, vẫn có thể vừa có tiếng Việt để các em có thể dễ dàng tìm kiếm hơn. Rồi, mình sẽ đi sâu hơn vào bài để các em dễ dàng nắm bài thêm nha. Rồi, ở đây thầy có một cái hoạt động thầy và các em cùng trải nghiệm. Thầy sẽ làm thử cho các em xem cái trải nghiệm đầu tiên. Người ta yêu cầu mình rằng là em hãy sử dụng công cụ tìm kiếm thông tin để tìm những hình ảnh về chú mèo máy Doraemon. Nhấp chọn một trong những hình ảnh xuất hiện trên màn hình để xem kết quả. Rồi, thì bây giờ thầy cho mình, thầy sẽ thử làm cái câu đầu tiên này cho các em xem. Rồi, ở cái câu hỏi thứ hai này thì mấy em sẽ tự mình làm sau khi thầy đã hướng dẫn mấy em làm. Rồi, mình cùng nhau thực hành nha các em. Đầu tiên, em nhớ, đầu tiên thì thầy sẽ ra màn hình desktop. Cái màn hình chính quen thuộc của mình nè, các em thấy không? Các em học sinh khối lớp 3 đừng có lo lắng rằng là tại sao cái màn hình của thầy lại khác với lại màn hình máy tính nhà các em. Thì cái màn hình desktop của mỗi cái máy tính thì đương nhiên nó sẽ khác nhau. Nó sẽ hơi khác hơn ở trong trường mình học. Thì ở trong trường mình học thì cái màn hình máy tính của các bạn ngồi kế bên nhau thì đa phần nó sẽ giống nhau. Nhưng khác nhau cũng không phải là điều gì mà làm các em phải lo sợ cả. Thao tác cũng giống như vậy thôi. Thầy thao tác sao thì mấy em sẽ thao tác như vậy. Chắc chắn là một điều mấy em sẽ dễ dàng thực hành được. Rồi, bây giờ mình trả lời bài nha. Đầu tiên, thầy sẽ sử dụng một cái công cụ duyệt web. Thì ở đây trên máy tính của thầy, thầy có hai cái công cụ duyệt web. Đầu tiên là công cụ cốc cốc. Thì cái công cụ cốc cốc này đối với mấy em thì rất là quen thuộc. Công cụ thứ hai là công cụ Google Chrome. Để mình có thể duyệt web được. Thì đầu tiên
Thầy di chuyển chuột vào cái hôm nay thầy sẽ hướng dẫn em trên Google Chrome nha. Rồi, thì đầu tiên thầy di chuyển cái chuột của mình vô phần mềm Google Chrome. Rồi, bây giờ mình sẽ mở phần mềm Google Chrome ra nha. Thì ở phần mềm Google Chrome này, em nhớ nha, mình sẽ mở to cái phần gì đó này ra. Thì ở cái phần mềm Google Chrome này, một là mấy em sẽ gõ cái địa chỉ trực tiếp, gõ cái địa chỉ mà hồi nãy thầy mới vừa cho các em xem. Có thể là ping.com hoặc là google.com. Thì khi mình gõ địa chỉ xong thì mình sẽ bắt đầu thao tác tìm kiếm. Các em thấy không? Hoặc là mình có thể search. Search nghĩa là mình có thể tìm kiếm trực tiếp ở trên cái trang chủ Google. Nhưng có một số bạn mở Google lên nó không giống như thầy, thì mình đừng lo lắng, mình sẽ nhập cái google.com. Đây, mấy em thấy không? Rồi, mình nhấn Enter. Thì cái trang Google nó sẽ hiện ra. Chữ Google mấy em thấy không? Đó. Rồi, thì ở cái trang Google này, cái chữ Google này sẽ được cái nhà sản xuất họ sẽ thay đổi theo, có thể là họ sẽ thay đổi theo nhiều chủ đề, rất là nhiều chủ đề khác nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ trở lại với câu hỏi của cái bài trải nghiệm là thầy sẽ sử dụng công cụ tìm kiếm thông tin rồi. Thầy sẽ tìm kiếm những hình ảnh về chú mèo máy Doraemon. Vậy thì bây giờ thầy sẽ gõ vào trong cái, mấy em thấy không? Ở đây có một cái kính lúp. Thầy sẽ đích chuột vào cái khoảng trống kế bên cái kính lúp để mình tìm kiếm. Thì thầy sẽ gõ vào đó là hình ảnh. Thì ở đây, đối với mấy em, mình gõ chữ có dấu hoặc chữ không dấu, Google đều nhận ra hết nha các em. Cho nên các em an tâm về cái điều đó. Hình ảnh. Mấy em thấy không? Khi mà mình search thì Google nó sẽ cho mình một số những cái dữ liệu, một số những cái từ mà mấy em tìm gợi ý sẵn cho mấy em. Nếu mình cảm thấy rằng là những cái từ đó là những cái từ mình cần tìm thì mình chỉ cần việc di chuyển chuột mình chọn và click vào. Còn ở đây thầy muốn kiếm hình ảnh Doraemon thì thầy cứ gõ vô. Rồi, thì khi thầy enter, những dữ liệu về hình ảnh Doraemon nó sẽ hiện lên hết trên màn hình của mình. Thì ở đây mấy em chỉ cần việc dùng chú chuột của mình để di chuyển. Ở đây trên màn hình của mình vừa có cái thanh công cụ tất cả, thì nó sẽ chứa cả hình ảnh, những cái video liên quan tới cái Doraemon và những cái trang web, là mấy em thấy không? Những cái trang web có chứa những cái hình ảnh Doraemon đó. Rồi, thế thì bây giờ thầy sẽ làm theo yêu cầu. Bây giờ thầy sẽ chọn vào cái phần hình ảnh. Ở nhấp chọn vào hình ảnh. Rồi sau đó thầy sẽ nhấp chọn một trong những hình ảnh xuất hiện trên màn hình để thầy xem kết quả. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại cái trang Google. Tiếp tục thầy sẽ di chuyển chuột vào cái phần hình ảnh. Đích chuột vào phần hình ảnh. Thì khi mấy em đích chuột vào phần hình ảnh này thì tất cả những hình ảnh liên quan về Doraemon nó sẽ được hiện ra hết. Khi mấy em muốn xem thì mấy em chỉ cần việc lựa chọn một hình di chuyển chuột, click chuột một lần vào thì hình ảnh Doraemon nó sẽ hiện ra như thế này đây. Đó, em thấy chưa? Đó, rất là đơn giản thôi. Rồi, bây giờ thầy cho mình cùng trở lại bài nữa nha. Rồi, bây giờ tiếp tục. Vậy thì thầy đã thực hành cái câu đầu tiên rồi. Thì mấy em hãy thử thực hành lại ở trong máy tính của mình mấy em nha. Rồi sau đó mấy em sẽ thực hành câu số 2. Cái này cũng quá đơn giản rồi mấy em. Đó,
thì mình chỉ cần click chọn vào cái thanh video thì tự động những cái video có liên quan về chú mèo máy Doraemon thì nó sẽ hiện ra. À, mình sẽ chọn một cái video mình thích để mình mở ra. Rồi, đây là hoạt động trải nghiệm. Rồi, bây giờ tiếp tục. À, thầy sẽ có một cái bài thực hành dành cho mấy em đây. À, em hãy lần lượt tìm kiếm những hình ảnh về các nội dung sau. Hình ảnh về trường tiểu học nơi em đang học. Hình ảnh về quận huyện nơi em đang ở. À, thì hai cái này, khi mà mình mấy em nhớ một điều, khi mà em muốn tìm kiếm bất kỳ một hình ảnh nào về trường tiểu học của mình thì mình cứ việc nhớ mở trang Google lên. À, thí dụ như mấy em đang ở cái trang hình ảnh hồi nãy thì mình sẽ kéo lên đầu trang, làm di chuyển con lăn lên đầu trang, click chuột vào thanh tìm kiếm, rồi mình sẽ tìm kiếm. À, ở đây cái câu hỏi đầu tiên, cái câu hỏi thực hành đầu tiên thì mình sẽ tìm kiếm là hình ảnh. Đây, người ta có để là hình ảnh về trường tiểu học em đang học. À, trường tiểu học của mình là, mình sẽ search là hình ảnh. Thầy nhắc lại nha, ví dụ em có gõ dấu mà không dấu, Google đều nhận ra hết, em nhớ nha. À, hình ảnh trường tiểu học Bình Trị Đông. À, mấy em chỉ cần enter thì những hình ảnh về trường tiểu học Bình Trị Đông sẽ được hiện ra hết. Mấy em thấy không? Mấy em thấy quen không? Đó, đó, mấy em thấy không? Thật ra cái cách tìm kiếm này nó cũng khá là đơn giản. Rồi, mấy em hãy thử hoàn thành giúp dùm thầy. À, cái phần thực hành này nó còn nhiều câu hỏi phía dưới nữa. À, nếu như mà mấy em coi câu hỏi không kịp thì mấy em nhớ khi cái đoạn clip chạy tới phần câu hỏi thực hành, mấy em nhấn dừng lại để mấy em đọc cái yêu cầu thực hành. Đó, mấy em thấy không? Đây là những cái yêu cầu thực hành. Mấy em thực hành cho hết, mình đọc cho kỹ rồi mình làm thực hành cho hết. Rồi, còn một cái phần nữa mình sẽ qua, đó chính là khám phá và chia sẻ. Ha, phần này là phần dành cho mấy em. Rồi, mấy em hãy thử coi, mình quan sát khi mình chọn một bức hình rồi thì mình sẽ tìm cách như thế nào để lưu cái hình ảnh mà em thích vào máy tính. Rồi, khi lưu xong mấy em sẽ chia sẻ lại cái cách lưu đó cho gia đình, ví dụ như ba mẹ, ông bà hoặc là những cái người thân gia đình của mình, để mọi người có thể biết cách lưu trữ những cái hình ảnh từ web vào trong máy tính của mình. À, mấy em nhớ khám phá nha. Rồi, khi mà mấy em khám phá được rồi thì mấy em nhớ có thể mình sẽ ghi lại cái cách khám phá đó vào một cái tờ giấy. À, để sau này mình muốn lưu trữ lại thì mình có thể là lấy cái tờ giấy đó ra để mình xem cái từng bước. Các em nha. Rồi, tiếp theo thầy muốn cho các em biết thêm một phần mở rộng là thông tin trên Internet rất nhiều nhưng không phải thông tin nào cũng tốt và chính xác. Em cần phải tự đánh giá, chọn lọc những thông tin phù hợp cho việc học của mình. À, vậy thì cái phần mở rộng này muốn nói cho các em rằng là ở trên cái Internet, khi mấy em search những cái thông tin nào mình cần thiết thì nó sẽ ra rất là nhiều dữ liệu, rất là nhiều, rất là tràn lan. Cho nên mấy em cần phải xem cho kỹ và đọc cho kỹ. Mình chỉ cần lấy những cái thông tin nào cần thiết cho mình để mình học tập thì mình lấy. Còn không, những cái thông tin mà nó không chính xác thì mấy em nhớ mình cũng đừng có lấy để mà đưa vào cái việc học của mình thì nó sẽ không hay. Nên nhớ mình phải chọn lọc những cái thông tin phù hợp nhất. Nên nhớ nha. Rồi, cái video đến đây là kết thúc. Thầy xin chào các em học sinh khối 4. Chúc các em thực hành và khám phá cái
bài học ngày hôm nay thật thành công. Thì xin chào các em, hẹn gặp các em lại vào clip sau.